chào các bạn. Chúng ta có một trái tim. Để làm trái tim này, chúng ta cần có 614 mảnh ghép màu đỏ, 148 mảnh ghép màu xanh và 93 mảnh ghép màu vàng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm chi tiết nhé. Lớp 1, 1 mảnh. Lớp 2, 2 mảnh. Lớp 3, 3 mảnh. Lớp 4, 4 mảnh. Lớp 5, 5 mảnh. Lớp 6, 6 mảnh. Lớp 7, 7 mảnh. Lớp 8, 8 mảnh. Lớp 9, 9 mảnh. Lớp 10, 10 mảnh. Lớp 11, 11 mảnh. Lớp 12, 12 mảnh. Lớp 13, 13 mảnh. Lớp 14, 14 mảnh. Lớp 15, 15 mảnh. Lớp 16. Xong lớp 16 có 15 mảnh. Lớp 17 có 16 mảnh. Lớp 18, 17 mảnh. Lớp 19, 18 mảnh. Lớp 20.
Lớp 20 có 18 mảnh ghép. Lớp 21 có 20 mảnh ghép. Lớp 22 có 21 mảnh ghép. Lớp 23 có 22 mảnh ghép. Lớp 24 có 23 mảnh ghép. Lớp 25 có 24 mảnh ghép. Sáu có 25 mảnh ghép. Lớp 27 Lớp 27 có 25 mảnh ghép. Lớp 28 có 20.
27 mảnh ghép. Lớp 29 có 28 mảnh ghép. Lớp 30 có 29 mảnh ghép. Lớp 31 có 30 mảnh ghép. Lớp 32 có 31 mảnh ghép. Lớp 32 có 32 mảnh ghép. Lớp 33 Lớp 34 có 30 mảnh ghép.
Lớp 35 có 28 mảnh ghép. Lớp 37 có 26 mảnh ghép. Lớp 38 có 24 mảnh ghép. Lớp 38 có 24 mảnh ghép. Lớp 39 có 22 mảnh ghép. Lớp 40 có 20 mảnh ghép. Lớp 41 có 20 mảnh ghép. Lớp 42 có 16 mảnh ghép. Lớp 43 có 14 mảnh ghép. Lớp 44 có 12 mảnh ghép. Lớp 45 có 10 mảnh ghép. Lớp 46 có 8 mảnh ghép. Lớp 47 có 6 mảnh ghép. Chúng ta làm tương tự cho bên còn lại.